Xin chào các bạn, trong cái chủ đề này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái công nghệ rất là hay, rất là mới mà VinFast mang đến CES 2024. Đó chính là cái công nghệ mang tên là MirrorSense. Công nghệ này cũng ngay lập tức đã giành được cái giải thưởng Innovation Award 2024 của CES 2024. Thì cái công nghệ này thực chất cốt lõi ở bên trong là vận hành bởi cái công nghệ AI. Để làm được điều đó thì sẽ cần có AI nữa. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn vào bên trong nội thất để nói các bạn kỹ hơn về cái tính năng này. Tóm tắt ngay từ đầu thì nó sẽ là cái công nghệ có thể chỉnh gương tự động, khi mà nó sẽ tự động nhận diện cái gương mặt, nhận diện cái con mắt của mình, để từ đó chỉnh hai cái gương làm sao phù hợp với cái tư thế mà mình ngồi nhất. Bây giờ vô ha, để xem công nghệ này có gì ha. Đầu tiên nhất thì đây là lần đầu tiên mình ngồi vào cái ghế lái của cái chiếc xe này. Mình sẽ chỉnh cái ghế lái này làm sao cho nó đúng với cái ý mà mình ngồi nhất. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra từ đầu cái giao diện chính. Đây, bấm vô. Đó, trong cái giao diện này thì mình có thể nhìn thấy ngay cái gương mặt của mình ở trên cái màn hình này, tức là cái camera đã nhận được. Thì mình sẽ reset để cho cái gương nó chạy tùm lum đi ha. Bây giờ khi mà mình muốn setup là nó tự setup thì mình sẽ cần nhìn về phía trước. Rồi, chọn cái này nè. Rồi, nhìn về phía trước. Khi mà anh đã nói như vậy là xong rồi. Nói chung là thao tác nó chỉ mất đâu đó khoảng 1-2-3 giây thôi là đã xong. Sau đó mình sẽ nhấn confirm. Hoặc là trước khi confirm thì anh em sẽ nhìn thử hai bên xem cái gương nó đã thực sự hợp lý chưa, thì mình bấm confirm. Còn nếu như mà chưa thì anh em sẽ có thể nhấn lại một lần nữa. Đó. Vì nằm ở trong cái khu triển lãm nên là mình cũng không có chắc chắn 100%. Tuy nhiên công nghệ này á, tại sao lại dùng AI? Tức là họ đã nghiên cứu, thử nghiệm và cho AI học rất là nhiều lần những người cầm lái và sử dụng xe hơi, để làm sao đưa ra được một cái thông số điều chỉnh tự động một cách chính xác nhất. Họ sẽ có một cái camera ở đây. Đối với xe VF8 thì có cái camera ở đây. Thì cái camera này nó sẽ quét được cái gương mặt của mình, nó nhận diện được cái vị trí hai con mắt của mình, và nó sẽ biết được cái khoảng cách của cái gương mặt mình trong cái frame hình mà nó ghi được, để ước lượng cái khoảng cách. Đó. Xong rồi tiếp theo, từ đó nó cũng áng ra được cái khoảng cách giữa mình ngồi với cái gương bên trái và giữa mình ngồi với cái gương bên phải. Rồi sau đó thiết lập để cho cái gương nó tự chỉnh. Đấy. Cơ bản cái công nghệ này nghe thì nó rất bình thường, nhưng để vận hành được nó cần AI là thứ nhất. Thứ hai nữa là dễ dàng cài đặt mà không cần thêm phần cứng, ít nhất là đối với VF8. Đây có thể gọi là một cái giải pháp, và mình nghĩ rằng trong tương lai có thể họ sẽ bán cái công nghệ này, và thậm chí là họ có thể nâng cấp cái công nghệ này lên nhiều hơn nữa. Ví dụ như là nhận diện gương mặt, đăng ký gương mặt này là đã có rồi. Thì trong một cái viễn cảnh nào đó, ví dụ như khi mà bạn vào xe, người ta chỉ cần xe nó chỉ cần nhìn thấy cái gương mặt, nhận diện gương mặt của bạn là tự động chỉnh ghế, chỉnh gương, chỉnh kính, chỉnh tất cả mọi thứ ngon lành. Thậm chí là ví dụ khi mà nhận biết được cái gương mặt con người thì tất cả những cái hành vi khác, thói quen khác của bạn với cái xe thì đều có thể làm được. Cái khó nhất ở đây là họ demo cái khó nhất, đó chính là chỉnh hai cái kính. Chứ cái công nghệ này thì mình thấy rằng có thể ứng dụng rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình có hỏi và nói chuyện nhanh qua thì các bạn muốn demo cái tính năng khó nhất, đó chính là cái tính năng chỉnh gương, chỉnh kính. Đấy. Rồi, cơ bản công nghệ này thì như vậy thôi. Còn hiện tại còn bao giờ phổ biến ở trên các mẫu xe thì mình chưa hỏi được. Đó, mình hy vọng là cũng sớm thôi. Ở Việt Nam rồi những cái xe VF8 có thể được cập nhật phần mềm hay sao đó để có thể sử dụng cái tính năng này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn xem tiếp một cái mẫu xe khác cũng liên quan một chút về cái công nghệ. Trong cái chủ đề này thì mình sẽ chỉ nói về những cái công nghệ mới của VinFast tại CES thôi. CES thì chủ yếu sẽ là công nghệ VinFast, họ mang cả xe tới đây để họ giới thiệu, tất nhiên bao gồm cả công nghệ nữa. Rồi, mời các bạn. Đứng sau lưng mình là chiếc VinFast VF9. Tuy nhiên có một cái thứ mình muốn chia sẻ với các bạn không phải của cái chiếc VF9 này, đó chính là Sony và VinFast họ đã ký kết với nhau để mang nền tảng dịch vụ giải trí của Sony lên chiếc xe VF9. Và theo như mình được biết thì đây là cái chiếc xe đầu tiên, hay là VinFast là thương hiệu đầu tiên ký được cái này. Và trong cái ngày hôm nay này thì sẽ có một cái thương hiệu khác mình không tiện nêu tên, họ mới là cũng ký được với Sony, và đó là cái thương hiệu xe thứ hai, nó là xe sang nha các bạn.
Thì đó là cái gì? Đó chính là dịch vụ xem phim Sony Raivu. Đó. Hơi đáng tiếc là cái dịch vụ này nó chỉ có ở Mỹ thôi. Đấy, hơi đáng tiếc là chỉ có ở Mỹ thôi. Dịch vụ xem phim, đây là cái màn hình gắn thêm. À, cung cấp giải trí. Đáng tiếc là Việt Nam mình không có, nhưng mà cái này rất là xịn. Tại vì các bạn biết không, ở nước ngoài thì họ không có giải trí giống như kiểu Việt Nam mình đâu. Kiểu như là lên xe có cái gì xài cái đấy. Còn Việt Nam mình nào root máy, nào là drive break máy, nào là cái gì gì đó tùm lum tà la. Nhưng mà ở nước ngoài là kiểu như là trong xe tích hợp cái gì, trong xe tích hợp càng nhiều thì đối với họ nó càng xịn. Đấy, người nước ngoài họ không có giống như Việt Nam mình quan tâm quá nhiều. Và họ cũng không có tìm tòi mày mò. Chính vì vậy nên là VinFast họ cũng sẽ đi tìm kiếm những cái gì đó để nâng cấp chiếc xe của họ lên, để làm sao thu hút khách hàng của họ nhiều hơn. Có lý do hết nha các bạn, chứ không phải tự nhiên họ lại đi ký cái này. Tất cả những cái phim mới này. Mà cũng phải rất là đặc biệt khi mà VinFast ký được với Sony. Cái này là cái ký kết đầu tiên. Đấy, dịch vụ xem phim. Vậy thôi. Tâm điểm của ngày hôm nay thì vẫn là chiếc VinFast VF Wild. Quá đẹp. Mình nghĩ rằng khi mà nói về công nghệ thì có lẽ nên nói về cái chiếc VinFast VF Wild. Nó có UX UI hoàn toàn mới ở bên trong nội thất. Chúng ta sẽ có 3 màn hình. Nó sẽ thay đổi cách mà chúng ta điều khiển cái xe. Nó thay đổi cái cách mà chúng ta tiếp cận thông tin. Thì đó mới là một trong những cái mục tiêu rất là quan trọng. Và nếu như VinFast họ cũng chạy đua với thế giới. Tại vì hiện tại chỉ có những cái thương hiệu xe sang thì họ mới chạy đua những cái này thôi. Còn nếu như mà VinFast họ cũng chạy đua tương tự như vậy thì mình cũng rất là khen ngợi đối với VinFast khi mà họ tập trung vào những cái gì cho người dùng nhiều hơn. Vì người dùng nhiều hơn, họ sẽ được trải nghiệm những cái gì đó mới mẻ, hiện đại, rất là xịn.